Sau hơn 2 tháng trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, ngư dân trên địa bàn huyện Bình Đại đã tất bật vươn khơi bám biển, săn lọc cuối năm. Toàn huyện Bình Đại có 1.195 tàu khai thác thủy sản, trong đó tàu đánh bắt xa bờ là 594 chiếc. Tổng sản lượng khai thác trong 9 tháng năm 2021 trên 70.000 tấn, đạt hơn 82% kế hoạch năm. Xã Bình Thắng có 525 tàu đánh bắt thủy sản xa bờ, chiếm hơn 88,3% đoàn tàu đánh bắt xa bờ của huyện. Từ đầu năm đến nay, sản lượng đánh bắt toàn xã đạt trên 37.000 tấn thủy sản các loại. Mặc dù thời gian qua giá thủy sản có giảm, gặp khó khăn trong vận chuyển, bốc xếp, song nhờ sản lượng đánh bắt cao nên đa số ngư dân đều có lãi. Anh Phạm Văn Quang, chủ 3 cặp tàu đánh bắt thủy sản xa bờ thành công ở ấp 5 xã Bình Thắng cho biết, đoàn tàu của anh vươn khơi bám biển dài ngày, khoảng 3 tháng cập cảng một lần và mang về trung bình hơn 20 tấn thủy sản các loại. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thu về trên 5 tỷ đồng. Hiện nay, huyện trở về trạng thái hoạt động bình thường mới, anh Quang và hầu hết các ngư dân đều phấn khởi tập trung bám biển để duy trì nhịp độ đánh bắt. Khi bình thường mới lại thì cái khi lên độ thì nó cũng đã rộng rãi, nhân công thì cũng đầy đủ, cũng làm đủ sức nhân công làm đồ đạc mình chuyển lên rất là lẹ, và cũng giá cả thì nó cũng hơi được nhích lên được hơi chút đỉnh, bà con cũng vui vì đồ đạc rồi chuyển cũng rất là nhanh. Tới thời điểm này thì cũng trở lại là bà con rất là vui mừng, bốc chở hàng hóa được thuận tiện hơn nè, người lao động là đi được cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt là cái được sự nhà nước quan tâm cho cái việc mà test nhanh, rồi là quan tâm hơn nữa là cái việc mà tiêm ngừa. Đến thời điểm này thì tất cả các công nhân ở trên tông cảng và được tiêm ngừa trên khoảng 90%, trong đó có 90% mũi 1, còn có những người tiêm ngừa mũi 2 đang chờ cái tiêm ngừa mũi 2 tiếp theo, là theo cái quy định của trên về cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong điều kiện bình thường mới, chính quyền địa phương luôn chủ động kịp thời triển khai biện pháp vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, động viên tạo điều kiện để ngư dân vượt qua khó khăn, an tâm bám biển, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Để tiếp tục mà giữ vững cái vùng xanh cũng như để có hiệu quả công tác quản lý phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì ban chỉ đạo xã chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể cũng như các thành viên của ban chỉ đạo, cũng như đặc biệt là ý thức của bà con ngư dân phần lớn là làm sao để thực hiện được tốt cái 5K trong cái công tác mà phòng chống dịch. Đặc biệt là lưu ý phát hiện người ở ngoài tỉnh, trong đó có một số tài xế mà ở đường xa cũng như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu, thì về chúng ta phải kịp thời khai báo y tế và cách ly là tập trung theo quy định. Sinh khí hoạt động nhộn nhịp tại cảng cá và ngư dân tất bật ra khơi bám biển sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là một tín hiệu vui giúp ngành đánh bắt thủy sản của huyện Bình Đại nói chung và xã Bình Thắng nói riêng phục hồi phát triển bền vững, đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch năm.